Xin mến chào toàn thể tất cả các anh chị em quay trở lại với No7D. Thì có một số anh chị em các bạn nhắn tin về là các bạn hỏi rằng là nếu mà không sợ được cỏ bán thì làm cỏ nét cỏ rau có vẽ được bông hoa mà hai màu hay không. Bữa nay mình chia sẻ các bạn cách mà vẽ bông hoa khi mà các bạn không sợ được cỏ bán. Thì đầu tiên là các bạn sơn màu hết cho khách đi, khách chọn màu gì thì các bạn sơn màu đó, rồi các bạn bỏ vô cái đèn treo bữa hơi cho nó khô kỹ. Xong rồi sau khi mà hơi xong ấy, thì các bạn lấy cái màu đen. Ở đây bình thường mình vẽ là mình sẽ màu trắng, nhưng mà vẽ cho bạn coi mình vẽ màu đen để các bạn dễ thấy, màu trắng sẵn lợt quá. Thì các bạn chấm vô giữa một chấm, rồi các bạn vẽ quanh nó những đường cong. Thì cái này là phát thảo ra trước các bạn, mình phát thảo ra là một bông hoa. Thì bông hoa là có 5 cánh hoặc là 4 cánh hoặc là 6 cánh thì tùy các bạn. Các bạn vẽ thích chừng nào cánh cũng được. Thì mình có vẽ những đường line nhỏ xuống như thế này, các bạn thấy không? Để mình nối lại thành cái cánh hoa nó đi quanh cái chấm màu đen này. Thì các bạn thấy đó, rất là dễ thôi. Cái này không có gì khó, các bạn cứ vẽ ngẫu nhiên thôi. Cánh hoa này là các bạn vẽ ngẫu nhiên, thích chỗ nào mình vẽ chỗ đó. Sau khi mà các bạn vẽ xong là mình sẽ có một bản phác thảo cánh như thế này, các bạn thấy không? Không cần đều. Sau lai cũng được các bạn, không cần đều gì hết chứ. Sơ sơ như thế này thôi, 5 cánh. Đây các bạn thấy không? Đây. Đó. Thì phác thảo như thế này. Sau khi mà các bạn phác thảo ra một bông hoa như thế này sang rồi á, thì các bạn bỏ màu trắng vô. Bỏ màu trắng vô ở giữa những cái cánh này. Đó, bỏ màu trắng vô giữa những cánh này các bạn. Thì chút xíu nữa là mình tô là cái màu đen này không còn nữa. Màu đen này mình vẽ mình phác thảo để anh chị em các bạn mình nhìn dễ hơn. Chứ nếu mình vẽ luôn á là mình vẽ màu trắng không thôi các bạn, mình vẽ màu đen. Tại vì màu đen này là mình định hình cho các bạn xem, các bạn thấy là mình phác thảo cái bông hoa như thế để mình dễ nhìn hơn. Chứ nếu mà mình vẽ màu trắng như liền thì cái đèn chiếu các bạn thấy không rõ. Đó, mà nếu mà vẽ màu đen như vậy cũng được thôi các bạn, không có gì khó hết. Vẽ đi cho các bạn dễ tô cũng được. Bây giờ là cái khâu tô màu trắng ở trang là dễ rồi. Anh chị em mình cứ chấm màu bỏ vô thôi. Chấm màu bỏ vô mình bôi đỡ ra các bạn, bôi đỡ ra. Ở đây là các bạn thấy là mình vẽ cái bông này là 5 cánh. Đó, mình phác thảo 5 cánh thì bên 3 cánh, bên 2 cánh. Còn nếu các bạn muốn thì các bạn phác thảo là trên 2 cánh, dưới 3 cánh. Tùy các bạn. À, chừng mô cũng được hết trơn á. Cứ đủ cánh mình thích là được. Đó, mình tô màu vô. Ở đây các bạn thấy mình tô, mình bỏ màu trắng như mình tô. Mình tô hết vô những cánh này. Đó, là bây giờ là cái cánh hoa của mình là được có màu trắng trô lên ướt luôn. Cái màu đen này nè, cái tim này mình bôi luôn, mình không cần để cái tim này các bạn, tại vì mình chấm cái tim này là để mình phác thảo dễ thôi. Đó, còn xong khi sau là mình bôi hết luôn. Giờ mình sẽ bỏ một chấm màu đỏ. Đó, các bạn có thể bỏ màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu gì cũng được hết. Nếu các bạn muốn bông hơi màu, ở đây mình làm bông này là mình làm bông màu trắng lại màu đỏ này, cho nên là mình sẽ bỏ màu đỏ vô. Sau khi bỏ màu đỏ vô là các bạn thấy là cái hình nó mình tô màu trắng á là nó còn ướt, cho nên là khi mình bỏ màu đỏ vô mình vút lên thế này các bạn này, là cái màu đỏ với là màu trắng nó lon lon với nhau, thì nó tạo cho mình cái hoa có hai màu là màu trắng với màu đỏ. À, mình kéo lên như thế này các bạn, mình cứ kéo lên như thế này để cho cái màu nó lon ra, bỏ tiếp vô miếng màu nữa nè. Đó, mình cứ lon tiếp ra thì cái màu đỏ với màu trắng còn ướt đó bạn, lon rất là dễ. Mình lon hết tất cả những cái ngóc ngách của cái 5 cánh hoa này. Đó, các bạn cứ lon bình thường, mình không có phải là quan trọng cái đường nét gì hết, tại vì chút xíu ở đây mình cũng phải đồ lại cái đường viền cho nó nở bông hoa lên. Đó, giờ các bạn thấy mình lấy màu trắng mình kéo xuống này. Đó, mình lấy màu trắng mình kéo trang kéo xuống. Kéo xuống cho cái màu trắng màu đỏ này nó lộn lộn vô nha các bạn. Nhìn cho bông hoa mình đẹp hơn. Các bạn ha, mình kéo xuống. Hồi nãy là mình kéo màu đỏ dưới kéo lên, giờ mình kéo màu trắng ở trang mình kéo xuống. Nếu mà màu đỏ lo nhiều quá. Thì để mình hơi đèn sơ, các bạn không? Sơ khô rồi đó. Bây giờ mình mới đồ lại này. Đồ là cái hoa cái viền này, các bạn cứ đồ theo cái đường màu đen này, màu đen hồi nãy bắt bọn phác thảo ra thì bọn cứ đồ theo nó, đó đồ lại những che màu đen lại luôn các bạn, không cần màu đen nữa, màu đen là cái màu để mình phác thảo ra để mình nhìn dễ, để mình định hình mình dễ bông hoa cho nó nhẹ nhàng. Còn bây giờ sau khi xong rồi đường tròn trấy mình chỉnh bông hoa của mình lại theo ý mình muốn, đó mình chỉnh lại các bạn ha, đồ hết màu đen lại này, đồ vô bông hoa này, đó mình đồ vô. Trên đào này thì mình tô màu trắng các bạn. Thì cái đào bông hoa mình tô hết màu trắng để mình kéo xuống. Mình kéo xuống cho cái màu trắng, màu đen này, cái màu đỏ này nó lem lem vô với nhau. Để tạo ra bông hoa của mình là giống như là bông hoa mình vẽ cọ bản các bạn, có hơi màu á. Đó, các bạn cứ kéo hết xuống đi, kéo hết xuống. Đó, mình kéo hết xuống ở trên đào màu trắng, mình kéo hết xuống. Kéo xuống tới mức độ nào mà các bạn thấy ok thôi, chứ không cần thiết phải là mình kéo tới vị trí mô. Kéo đỡ. Các bạn thấy ok là được. Đó. Rồi bây giờ mình hơi đèn khô. Rồi mình sẽ bỏ màu xanh nha các bạn ha, màu xanh ở dưới này
bởi màu xanh, đây mình bởi màu xanh. Đó, mình bôi màu xanh này là mình bôi hơi miếng hơi bên, rồi mình kéo màu đen ở giữa để mình làm cái găng lá. Các bạn thì cái khâu trang trí lá thì tùy anh chị em mình muốn mấy lá thì mình bỏ mấy lá, nhưng ở đây là cái lá các bạn thấy mình bỏ là một bên xanh đậm, một bên xanh lợt, rồi mình kéo mà đường màu đen ở giữa mình bôi ra để mình tạo cái găng lá trong cái màu đen cho nó đẹp hơn xíu thôi. Chứ bình thường các bạn bỏ màu xanh không được, không nhất thiết là phải bôi màu đen. Nhưng mà nếu mà để làm cho mà có cái lá các bạn sắc sảo hơn một chút á, các bạn có thể là bỏ màu đen ở giữa để làm cái găng, cái găng cái tim lá, rồi các bạn có thể là châm thêm màu trắng vô. Đó, ở đây mình châm màu đen, châm màu trắng màu đen vô để tạo cái lá của mình nó bị phản chiếu ánh sáng các bạn, nhìn nó đẹp hơn thôi. Còn nếu mà không muốn thì không cần, các bạn không? Mình châm thêm vô này. Đây mình bỏ những cái lá như này nữa. Đó, cái khâu trang trí thì tùy anh chị em các bạn mình muốn bỏ bao nhiêu bỏ. Ở giữa mình chấm sơ một đống cái màu giòn làm cái nhị. Đó, làm cái nhị giống như là cái nhị bông hoa các bạn. Đó, bỏ vô. Rồi sau khi mà bỏ màu giòn xong hết rồi thì bạn hơi đèn khô thiệt là khô đi. Rồi mình bỏ nước bóng lên. Đó là các bạn có một bông hoa. À, vải bằng cỏ rau hay cỏ nát mà các bạn cũng có thể vẽ được một bông hoa rất là đẹp giống như là cỏ bản không, chứ không có gì khó khách mà rất là nổi, và nói chung là nhìn cũng ok các bạn ha. Đây là cái tác phẩm sau khi mà các bạn làm xong. Như là mình đã chia sẻ xong cái mẫu vẽ này, cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sẽ tiếp theo nha.